Rồi xin chào quý khách của em đã trở lại kênh Má Cắt Cỏ của cửa hàng Thành Hợp nha. Chắc này em lay luôn nha mấy anh. Bên em là bây giờ là thị trường cần gì là em đáp ứng cái đó ha. Cưa, cắt cỏ dọn nổ rồi cho khách tiêu dùng cũng có. Cắt cỏ về cho mấy anh dọn lại bán cũng có ha. Rồi máy bơm nước. Ở tùm lum hết đó, làm quá trời không xuể luôn. Đó, mấy anh ơi, lý do là em bán sỉ ha, cái này bán sỉ. Sỉ như lẻ cũng có, mấy anh phải chịu cọc giùm em. Tùy lô máy cọc từ 500, 1 triệu đến 2 triệu, số lượng nhiều hết ha. Vào cửa hàng của em là cửa hàng Thành Hợp, địa chỉ là xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ nha. Đó, máy hôm nay là em bao rẻ cho mình luôn. Mua về làm phụ tùng cũng có ha, mua về dọn nổ cũng có, mình binh được cái gì mình binh, chứ máy này mua là em bao mình không lỗ, chỉ có lời thôi. Đó. Thì số điện thoại để chốt đơn bên em là 0858 256 356, Zalo là Mai Thị Thanh Chị nha. Đó. Mua sỉ thì phải cọc, và phí ship thì mấy anh chịu chứ em không có chịu nha. Giá này là chịu phí nữa là chết chứ không có sống nổi nha. Mua sỉ khách chịu phí cộng cọc giùm em. Rồi em lên lô máy, nó lại vấn đề hai lô máy. Hình đầu tiên là lô ngao sọ phến, lô số 1. Lô số 2 là lô Ryobi Maru. Lô số 3 là một cây kiêu gít. Cái này hàng này độc lạ nha mấy anh. Ha, về dành cho những anh nào mà thích yêu khoa học đó, 302. Ha, 302 đầu vuông nha. Nè, láp đầu bò đầy đủ hết. Về nè, mình mua mình dọn nổ xong rồi cái này là em bao giờ được ha, xong rồi cái mình trưng bày ha mấy anh, gọi là siêu tầm đó. Rồi lô số 5. Em xin lỗi ha, cái này lô số 4, số 3 quên ghi rồi. Rồi lô số 5 là một cái lô đầu máy ha. Lô đầu máy này thì bố còn nè ha, rồi bình xăng con còn nè, có cái thiếu bình xăng lớn đầy đủ hết, còn hôm sẽ bán hết giá luôn. Rồi Ryobi ha, cái máy này bao giật được nha. Rồi cái này là em bán như trên hình nha, giống như là em sang tay bên anh Nhật rồi về em đưa thẳng cho mình luôn, bán như trên hình. Lô đầu tiên, lô số 1, 7 cây 3 triệu cộng phí ship nha mấy anh. Phí ship không có đắt nha mấy anh, tại vì em tạo phí cho mình rẻ nhất có thể nha. Cây này không biết tôm gời hay tôm liền đây. Sao nó giống tôm liền đây? Một cây tôm gời, hai cây tôm gời, 3, 4, 5. Lô này 7 cây thì hết 5 cây tôm gời rồi. Cái hệ này nó tinh tròn tròn lỡ lỡ ha. Đó, 5 cây tôm gời mà như anh nào mà thợ thì mình biết là tôm gời là bây giờ bán cái nội mà cây láp mà tôm gời không là giá bao nhiêu tiền ha. Mà nguyên cây mà cái lô máy này em bán chỉ có là 3 triệu thôi. Đó, 5 cây tôm gời ha. Đầu bò đầy đủ, có một cây thiếu đầu bò nha mấy anh. Đó, bán như trên hình có sao bán vậy. Rồi, ngao sọt hết ha. Bình xăng con nè, nói chung cũng đầy đủ, có cây thì bể bình xăng lớn cũng có ha. Nó mà máy này là chạy mấy anh nào mà dọn nổ chạy khỏe, mấy anh bán tầm triệu mấy là bao ngon luôn. Đó, lô đầu tiên, lô số 1, 3 triệu. Rồi mấy anh xem kênh đừng quên cho em xin một nút đăng ký kênh nha mấy anh. Một nút đăng ký kênh, một nút like thì em sẽ săn hàng ngon ngon rẻ rẻ về cho mình nha mấy anh. Về cho mình nhập nhã rồi làm ở không rồi tới ngày dịch bệnh rồi đó thì mình có thể là tháo ra đồ làm nãy kia nọ cho đỡ buồn ha. Đây bình xăng con có chữ gia banh luôn ha, xịn sò luôn nha mấy anh. Thôi cái này nó sạch thì thấy, còn mấy cái này thì không sạch, chứ cái này gia banh mờ mờ nữa nè. Đó, lô số 1 đầu tiên 3 triệu, nhớ là cửa hàng Thành Hợp nha. Số điện thoại để liên hệ là 0858 256 356 ha. Lô số 2, 8 cây 4 triệu nha mấy anh. Ha, bán như trên hình nha. Đó. Đây, có một số cây áo còn nguyên rất đẹp luôn. 1 2 3 4 4 5 cây có tay ha. Rồi ơi, cái lô này hên quá mấy anh ơi. Đầu bò đầy đủ luôn. Có một cây có đầu bò, có đầu bò mà có ổ cước luôn ha. Dán úp ngược lên chiếc dưa hết nè. Cái này áo đẹp luôn. Cái này bán như trên hình nha mấy anh. Bán như trên hình cộng phí ship ha. Lô số 2 4 triệu, 8 cây nha. Cái này đăng lên mau lắm, mấy anh chốt nhanh lắm. Rồi lô số 4, kêu gift 302 nha mấy anh. Ê, ra giật cho chị ơi. Gắn cái bugi vô, gắn cái dây bugi vô. Giật. Không à hả? Không à, thôi để về mấy anh chỉnh. Rồi giật đi. Dây giật trắng tư luôn nha mấy anh. Đây giật, dây giật lên chị quay cái này.
đó, dây giật trắng tư luôn ha, hơi ọc ọc luôn. Rồi bình xăng đó nè mấy anh, bình xăng nó giống như sắt đây, nắp bình xăng còn hiệu luôn, trong gợi luôn ha, ốc mới chát luôn nha mấy anh, nước sơn không chạy một quén nữa, ốc mới chát luôn đó. Trắng cỏ chim đầu bò zin lô số 4, cây này 800 cộng phí ship nha ha, đẹp lắm nha mấy anh, rất là đẹp. Rồi em sang lô số 5, lô số 5 này là 1 2 3 4 5 6, 8 đầu máy, 8 đầu máy 2,5 triệu nha ha. Mời tổng thể cho mình coi, nói chung mấy anh thợ thì mua về làm phụ tùng mấy anh ơi. Nè bố ba má nè, cái này thấy cho rubin cánh bướm đồ, thấy mấy con bự bự là ngon là luôn, bố ba má còn rất dày nha. Đó, mấy anh nào mà đang kiếm mà phụ tùng Hàn Quốc, bố ba má nè, bố gì luôn, hai má nha, hai má nè. Một cái bố như thế này mà mấy anh bán phụ tùng ra cũng 100 mấy rồi đó, mà 7, 8 cái đầu máy em cho 100 ngàn đây thì thôi, mà 8 cái bố thôi em cho rẻ thì cũng 800 mày. Rồi nắp nào mà được cái gì, cái nồng thấy không, nhiều khi hên nằm còn sao bình xăng con rồi bít tông đây. Trời bố còn nguyên hết nha mấy anh, rất dày luôn ha, nè bố ba má nè, rất dày luôn, ngon lành hết ha. Trong đây hình như nãy em lính nó là ba cây này giật được, còn như thì nó bị cứng máy nha, về mình tham khảo nha mấy anh, nó có bugi nó bị cứng máy ha chứ không sao nha. Lô số 5, 8 đầu 2,5 triệu. Rồi ê ghê ghê giật máy chị ơi. Rồi em sang lô số 6, lô số 6 là một cây ruby, về hệ này có sao bán vậy nha mấy anh, ruby. Rồi giật đi, rồi hơi ọc ọc luôn ha, bình xăng nè, trắng tư luôn nha mấy anh, cái bình xăng con đó nè, còn cái miếng mớp ở trên luôn, cái nhựa ở trên luôn ha, ga bóp zin luôn, 2630, ổ phá cước zin luôn, cái này xịn sò chứ mấy anh ha. Cây này là 1,5 triệu, phí ship mình chịu nha mấy anh, em không có chịu nha. Nguyên cái đế bằng nhựa, ôm mình xăng lớn còn luôn nè. Ui da, cái này cái gì vậy? Trời ơi, lóc dập made in Japan luôn các bạn. Hiệu này Ruby ha, Ruby lóc dập Japan. Cái này vậy mấy anh chùi nhớt, chùi xăng anh dọn nổ đi, đẹp như mới luôn, 1,5 triệu. Trên thị trường dọn không có giá này nha, cao lắm nha ha. Tôm liền tôm nhựa ha, cái miếng ốp lưng nó còn luôn nè, ra bước viên luôn, ổ cước viên luôn. Đó. Lô số 6 này anh nào đang kiếm một cái máy về dọn nổ xài gia đình đó, em có nhín gan cây cho mình nè ha, tranh thủ tranh thủ chốt hả anh. Rồi lô máy em báo xong ha, lô số 1 3,7 triệu cây, lô số 2 4,8 triệu 8 cây, lô số 4 800, lô số 5 2,5 triệu, lô số 6 1,5 triệu nha. Và những cái máy này thì mấy anh nhớ chịu phí ship giùm em nha, em bán như trên hình nha mấy anh, cái nào bao giật được thì em bao, còn em không giật được thì có giật được và không giật được ha, có thiếu cái gì thì cái này trong đây mình chịu giùm em, có xài em để gì hết. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mấy anh.